Giang Cường ơi, ngon lành nghe, ở chơi nghe, tôi về chưa? Trời ơi, anh Thành, anh lại sai nữa rồi. Cái gì? Uống rượu có mấy chục cái mà không lẽ không sai? Nhưng mà gì? Vì sao cô biết tôi sai không? Bởi vì tôi không được say đắm mà. Trời ơi, anh Hạnh ơi, anh định làm khổ tôi tới chừng nào nữa đi anh Hạnh? Cứ anh Hạnh, anh Hạnh hoài. Cô yêu nó lắm phải không? Cô yêu nó lắm phải không? Phải, tôi yêu đó. Vì tôi đã yêu cuồng dòng say mê. Một chàng trai nghèo hiền hậu dễ thương, đã cùng chung sống với nhau từ thơ ấu, cho tới nay thành chồng vợ trong năm mà tôi vẫn còn yêu. Trời ơi, giọng nói như ru như đưa tôi vào mộng, cứ đắm chìm trong khói u mê, lao thân như con thiêu thân thờ dài, để khi tỉnh ra ngỡ ngàng lừa dối nhau, lừa chính bản thân mình. Anh Hạnh, anh nói gì nghe lạ vậy? Quýp đi! Tôi giết cô bây giờ! Cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Ở với thằng này mà cứ nhắc thằng kia. Anh Hạnh ơi, em vẫn yêu anh như thôi ban đầu. Cô nói ai? Anh đánh em mà. Cô nói ai ăn xích? Không phải Hạnh à, mà anh Hạnh đây là anh xin lỗi em. Làng ơi, tôi xin quỳ xuống đây, quỳ xuống đây, xin em cứ thẳng tay mà trừng phạt. Chỉ vì một chút ghen hờn nông nổi mà bàn tay này đã xúc phạm tới làng. Làng ơi, tôi là một thằng ngu nhận nhầm dai. Nhưng khi vợ kịch trớ trêu chưa hạ màn kết thúc mà sắp đuối sức khang hơi. Trời ơi, tôi muốn tháo cởi si mi tìm đường lẩn trốn để không còn ai nhắc đến tên mình. Anh Thành. Trời ơi, tôi đã khai tử tôi rồi. Anh nói gì nghe lạ lùng như vậy? Nghe như có điều gì ô quần trong lòng. Phải, tôi tỉnh thì say, còn lúc say thì tôi quá đa tình. Trời ơi, có hạnh phúc gì đâu. Một tình yêu được tạo bằng gian vui, thể xác lần kề nhau mà xa cách tâm hồn. Xe luôn. Anh Hạnh, anh nói gì nghĩa là sao? Cô hãy nghe cho rõ đây, tôi không phải là Hạnh của cô. Anh không phải là anh Hạnh của tôi, vậy thì anh là ai? Tôi là ai? À, tôi là ai? Cần gì cô tìm hiểu? Thì xin cô hãy nhớ kỹ giùm, tôi không phải là Hạnh của cô. Phải, để bỗng dối trá như vậy là đủ lắm rồi. Tôi không còn đủ can đảm để đóng tiếp vai tuồng của thằng cho thuê thân xa. Và tôi cũng yêu cô mà chỉ say mê cô qua nhan sắc ở bên ngoài. Cô
cô đáng thương hay đáng ghét, cô là đáng nhất hay là thảm quả của đời tôi. Hết rồi, xin đừng hành hạ tôi thi nữa, hãy để cho tôi gọi đúng tên mình bằng hai tiếng nàng ơi. Anh Hân ơi, em ở đâu? Hạnh ơi, cảm thân phận của anh mà làm khổ cho hai chúng mình chi nữa, chưa đủ hay sao mà còn quỷ hoài một chân tình. Không có lỗi, mà người có lỗi chính là anh. Điều anh không mặc cảm bỏ đi, không tự ti đưa mình vào bẫy, thì hai đứa mình đâu phải cách xa nhau. Anh yêu em mà không hiểu được lòng dạ em. Hôm nay mình gặp có chậm lắm không anh Lan? Bán vé số luôn em. Dạ, mình về đi anh. Đi. Chào ông Trường Sơn, ông về. Dạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.